bước vào phần tiếp theo của chương trình, đó chính là bí mật của nàng. Đó. Kèo cứng đang thuộc về Thái Hoàng rồi. Và thực tình đó là khi mà được coi biểu diễn xác thực ở đây thì khán giả cũng như các bạn ha, kể cả hai anh chàng kia còn nói thích mà ha. Cho nên là bây giờ chắc là coi máy của Tuyết Mai chứ đi. Mua hàng online khá nhiều, trò chơi giải trí của một số cái. Còn tấm ảnh của bạn trên màn hình là ai chụp cho bạn vậy? Dạ một chị đi chụp hình chung với em. Dễ thương quá. Coi hình ảnh gia đình đi. Chụp gia đình riêng thì không có, nhưng mà kiểu chụp với lại gia đình chung với cô gì thì có. Dạ chụp đi ai cũng được em, đồ ăn đồ uống hình ảnh gì cũng được. Đâu đâu mình lướt sao cho em zoom lên. Bà ngoại hả? Bà ngoại tóc bạc trắng. Dạ đó là bà nội em. Bà nội hả? Cô Năm em. Dạ cô Năm em mới vừa về Canada lại. Dạ con của cô Năm em. Còn đây là chị con của cô Hai. Là chị đó mới vừa qua Mỹ. Mọi người có gương mặt hát hao hao như nhau nha. Đúng là dạ, đại gia đình đó. Chắc tròn giống nhau. Đây là con của cô Tư. Con của cô Năm. Nhà có bao nhiêu cô lận em? Dạ nhà nội em có cô Hai, cô Ba, cô Tư, cô Năm. Có bốn cô. Xong rồi tới bác sáu em, rồi tới ba em, rồi tới chú em. Tổng cộng bao nhiêu người? Bảy người thôi. Bảy người. Tiếp theo em, cánh gà trên nước mắm đâu nè. Mình mới ví dụ thôi, mình chưa làm đúng không? Có gì cho tôi coi nữa nè. Thuyết phục anh Thái Hoàng. Đây là hình em chơi thể thao là chơi cầu lông. Có bao giờ đạt cái huy chương nào trong trường chưa? Thành tích của em là về cờ vua. Em có huy chương đồng, rồi giải nhất, giải nhì, năm cấp 1, cấp 2. Chơi cờ vua luôn nha. Rồi giờ coi điện thoại của Trâm đi. Đẹp nữa. Điện thoại cũng gọn nữa. Dạ đúng rồi, em không có xài gì nhiều hết. Cái điện thoại gọn vậy, nhà có gọn không? Dạ có. Em ở với ba. Dạ đúng rồi. Cho nên là con gái là quán xuyến luôn. Dạ đúng rồi. Hoàng ơi, một cái điểm cộng rất lớn nha cưng. Dạ. Rồi cho coi hình gia đình hay hình gì vui vui nè, đồ ăn đồ uống nè. Dạ. Toàn clip không ha. Em đâu, em trai đâu? Đây là mẹ và em trai của em. Đó, mẹ và em trai. Em trai bụng con vậy? Ừ, con vậy. Dạ đúng rồi, nó mới lớp 11 thôi. Mà nó cao 1m, gần 1m8. Rồi ba đâu? Ba với mẹ em. Dịp nào mà hai bác đi với nhau vậy? À dạ cái này là gia đình em đi coi phim. Tiếc thay là không có xuất xem phim cho nên cả nhà chỉ chụp hình và đi về thôi. Quan trọng là được đi cùng với nhau là dạ, vui rồi. Dạ đúng rồi, đi cùng đấy, với nhau là quý rồi. Nhưng bây giờ sự quyết định là của Thái Hoàng. Ảnh sẽ nghiên cứu cả hai cái điện thoại này. Ai sẽ hợp tâm tính với ảnh trong lúc Thái Hoàng đang nghiên cứu về hai cái điện thoại. Chúng ta giải lao trong vòng ít phút.